năm ba phẩm bất thối chuyển khi ấy cụ thọ thiện hiện lại thưa phật bạch thế tôn chúng con phải dựa vào hành động và tướng trạng nào mới biết là đại bồ tát bất thối chuyển Phật dạy, thiện hiện, đại Bồ Tát nào biết như thật các bậc dị sanh, phàm phu, các bậc thanh văn, các bậc độc giác, các bậc Bồ Tát, các bậc như lai, các bậc như thế, tuy nói có khác, nhưng trong lý của các pháp chân như không biến đổi, không phân biệt, đều không hai, không hai phần. Đại Bồ Tát này tuy thật chứng đắc các pháp chân như, nhưng đối với chân như không phân biệt, vì dùng vô sở đắc làm phương tiện, Đại Bồ Tát này đã thật chứng đắc các Pháp chân như. Tuy nghe chân như cùng tất cả Pháp không hai không khác nhưng không e ngại. Vì sao? Vì chân như cùng các Pháp không thể nói một, không thể nói khác, không thể nói đầy đủ và không đầy đủ. Pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ cũng lạ như thế. Đại Bồ Tát này quyết không vội vã thốt ra lời nói. Những lời nói ra đều có nghĩa lợi lạc, nếu không có nghĩa lợi lạc thì quyết không thốt ra lời. Đại Bồ Tát này quyết không xem tốt xấu hay giả của người khác thương xót bình đẳng vì họ thuyết pháp đại bồ tát này không xem trùng tánh tốt xấu của pháp sư chỉ cầu nghĩa pháp đã thuyết nhiệm màu mà thôi thiện hiện đại bồ tát bất thối truyền đủ các hành động và tướng trạng như thế nhờ các hành động và tướng trạng như thế nên biết là đại bồ tát bất thối truyền thiện hiện thưa phật bạch thế tôn những gì gọi là các hành động và tướng trạng phật dạy thiện hiện các pháp không hành không trạng không tướng nên biết đó là hành động và tướng trạng cụ thọ thiện hiện lại thưa phật bạch thế tôn nếu tất cả pháp không hành động và tướng trạng thì đại bồ tát này đối với pháp nào truyền nên gọi bất thối truyền phật dạy thiện hiện đại bồ tát này đối với sắc truyền nên gọi bất thối truyền đối với thọ tưởng hành thức truyền nên gọi bất thối truyền đối với nhãn xứ chuyển nên gọi bất thối chuyển đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chuyển nên gọi bất thối chuyển đối với sắc xứ chuyển nên gọi bất thối chuyển đối với thanh hương vị xúc phép xứ chuyển nên gọi bất thối chuyển đối với nhãn giới chuyển nên gọi bất thối chuyển đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý giới chuyển nên gọi bất thối chuyển đối với sắc giới chuyển nên gọi bất thối chuyển Đối với thanh hương vị xúc pháp giới chuyển nên gọi bất thối chuyển. Đối với nhãn thức giới chuyển nên gọi bất thối chuyển. Đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới chuyển nên gọi bất thối chuyển. Đối với nhãn xúc truyền nên gọi bất thối chuyển. Đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc chuyển nên gọi bất thối chuyển. Đối với các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chuyển nên gọi bất thối truyền. Đối với các thọ, do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh gia truyền, nên gọi bất thối chuyển. Đối với bố thí ba la mật đa chuyển, nên gọi bất thối chuyển. Đối với tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật, đa chuyển, nên gọi bất thối chuyển. Đối với pháp nội không chuyển, nên gọi bất thối chuyển. Đối với pháp ngoại không cho đến pháp vô tính tự tính không chuyển, nên gọi bất thối chuyển đối với chân như chuyển nên gọi bất thối chuyển đối với pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ chuyển nên gọi bất thối chuyển Đối với thánh đế khổ chuyển nên gọi bất thối chuyển. Đối với thánh đế tập diệt đạo chuyển nên gọi bất thối truyền; Đối với bốn niệm trụ chuyển nên gọi bất thối chuyển. Cho đến đối với tám chi thánh đạo chuyển nên gọi bất thối truyền; Đối với bốn tịnh lự truyền nên gọi bất thối chuyển. Đối với bốn vô lượng, bốn định vô sắc chuyển nên gọi bất thối chuyển. Đối với tám giải thoát truyền nên gọi bất thối truyền, đối với tám thắng xứ chín định thứ đại 10 biến xứ truyền nên gọi bất thối truyền, đối với pháp môn giải thoát không truyền nên gọi bất thối truyền, đối với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện truyền nên gọi bất thối truyền, đối với thập địa tam thừa truyền nên gọi bất thối truyền, đối với thập địa Bồ Tát truyền nên gọi bất thối truyền đối với pháp môn Đà La Ni truyền nên gọi bất thối truyền, đối với pháp môn Tam Ma Địa truyền nên gọi bất thối truyền, đối với năm loại mắt truyền nên gọi bất thối truyền, đối với sáu phép thần thông truyền nên gọi bất thối truyền, đối với mười lực Phật truyền nên gọi bất thối truyền, cho đến đối với mười tám pháp Phật bất cộng truyền nên gọi bất thối truyền, đối với ba mươi hai tướng Đại sĩ truyền nên gọi bất thối truyền. Đối với 80 vẻ đẹp truyền nên gọi bất thối truyền. Đối với pháp không quên mất truyền nên gọi bất thối truyền. Đối với tánh luôn luôn xả truyền nên gọi bất thối truyền. Đối với trí nhất thiết truyền nên gọi bất thối truyền. Đối với trí đạo tướng trí nhất thiết tướng truyền nên gọi bất thối truyền. Đối với bậc dị sanh truyền nên gọi bất thối truyền. Đối với bậc thanh văn, bậc độc giác, bậc bồ tát, bậc như lai truyền nên gọi bất thối truyền đối với tất cả hạnh đại bồ tát truyền nên gọi bất thối truyền đối với quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề của chư phật truyền nên gọi bất thối truyền vì sao thiện hiện vì tự tánh sắc vô sở hữu tự tánh thọ tưởng hành thức vô sở hữu như vậy cho đến tự tánh tất cả hạnh đại bồ tát vô sở hữu tự tánh quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật vô sở hữu, đại bồ tát này đối với những điều trong đó không trụ nên gọi là chuyển. Do không chuyển nên gọi là đại bồ tát bất thối chuyển. Đại bồ tát nào biết như thế gọi là đại bồ tát bất thối chuyển. Lại nữa, thiện hiện tất cả đại bồ tát bất thối chuyển quyết không ưa xem hình tướng nói năng của ngoại đạo Sa môn Bà La môn, các Sa môn Bà La môn đối với chỗ biết pháp thật tri thật kiến hoặc kiến lập pháp môn tránh kiến, điều đó không thể có được. Lại nữa thiện hiện tất cả Đại Bồ Tát bất thố chuyển đối với luật tạng Đức Phật đã tuyên thuyết không sanh nghi hoặc. Đối với việc thế gian không giới cấm thủ, không đoạn ác kiến, không chấp nhận các việc cát tường của thế tục, lấy làm thanh tịnh, quyết không lễ kính các thiên thần kia như ngoại đạo thế gian đã thờ, quyết không đem các thứ tràng hoa, hương xoa, hương bột, y phục, chuỗi anh lạc, tràng phan lọng báu âm nhạc, đèn sáng, cúng dường thiên thần và các ngoại đạo thiện hiện đại Bồ Tát nào thành tựu các hành động và tướng trạng như thế, nên biết là đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện tất cả đại Bồ Tát bất thối chuyển, không đọa trong địa ngục bàng xanh cõi quỷ a tố lạc, cũng không xanh vào dòng họ ti tiện như hàng thịt, cánh thây chết, cũng hoàn toàn không thọ thân không đủ năm căn biến đổi căn không hình hai hình và nữ nhân cũng lại không thọ thân mù điếc câm ngọng cùi cụt hồi lác khòm lùn vân vân cũng hoàn toàn không xanh vào chỗ không có thời giờ rảnh rỗi thiện hiện đại bồ tát nào thành tựu các hành động và tướng trạng như thế nên biết đó là đại bồ tát bất thối chuyển lại nữa thiện hiện tất cả đại Bồ Tát bất thối chuyển Thường ưa thích thọ trì mười thiện nghiệp đạo Tự xa lìa sự giết hại sanh mạng Cũng khuyên người xa lìa sự giết hại sanh mạng Luôn ngợi khen chính đáng pháp xa lìa sự giết hại sanh mạng Vui mừng ngợi khen người lìa sự giết hại sanh mạng Cho đến tự lìa tà kiến Cũng khuyên người lìa tà kiến luôn ngợi khen chính đáng pháp xa lìa tà kiến vui mừng ngợi khen người xa lìa tà kiến đại bồ tát này cho đến trong mộng cũng không phát khởi mười ác nghiệp huống chi lúc thức Thiện hiện Đại Bồ Tát nào thành tựu các hành động và tướng trạng như thế nên biết đó là Đại Bồ Tát bất thối truyền. Lại nữa thiện hiện, tất cả Đại Bồ Tát bất thối truyền khắp vì lợi ích tất cả hữu tình. Lấy vô sở đắc làm phương tiện, luôn tu bố thí, cho đến bát nhã ba la mật đa thường không gián đoạn thiện hiện đại Bồ Tát nào thành tựu các hành động và tướng trạng như thế, nên biết đó là đại Bồ Tát bất thối truyền. Lại nữa thiện hiện, tất cả đại Bồ Tát bất thối truyền đã thọ trì tư duy đọc tụng, khế kinh, ứng tụng, ký biệt, phúng tụng, tự thuyết, duyên khởi, bồn sanh, bồn sự, phương quảng, hy pháp, thí dụ, luận nghị tất là đều rốt giáo thông thạo lợi ích, thường ưa bố thí pháp như thế cho tất cả hữu tình và luôn luôn suy nghĩ làm sao cho các loài hữu tình cầu nguyện tránh pháp đều được đầy đủ, lấy vô sở đắc mà làm phương tiện, lại đem thiện căn pháp thí như thế cùng các hữu tình bình đẳng đều có hồi hướng lên quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thiện hiện đại bồ tát nào thành tựu các hành động và tướng trạng như thế nên biết đó là đại bồ tát bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện tất cả đại bồ tát bất thối chuyển đối với pháp môn sâu xa của Phật đã thuyết hoàn toàn không sai nghi hoặc do dự. Vì sao thiện hiện? Vì đại bồ tát này không thấy có pháp hoặc sắc hoặc thọ tưởng hành thức có thể nghi hoặc do dự ở trong đó. Như vậy cho đến không thấy có Pháp hoặc tất cả hạnh đại Bồ Tát hoặc quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề của chư Phật có thể nghi hoặc do dự ở trong đó. Thiện hiện, đại Bồ Tát nào thành tựu các hành động và tướng trạng như thế nên biết đó là đại Bồ Tát bất thối truyền lại nữa thiện hiện tất cả đại bồ tát bất thối chuyển thành tựu thân ngữ ý nghiệp nhu hòa đối với các hữu tình tâm không lo ngại luôn luôn thành tựu từ bi hỷ xả tương ưng thân ngữ ý nghiệp quyết định không cùng năm thứ phiền não che lấp ở chung đó là tham dục giận dữ hôn trầm mê ngủ dao động ác tác nghi hoặc tất cả phiền não đều đã đè bẹp tất cả gốc phiền não trói buộc vĩnh viễn không phát sanh ra vào qua lại tâm không mê lầm luôn luôn an trụ chánh niệm chánh chi oai nghi tiếng rừng đi đứng ngồi nằm cất bước rừng chân cũng như thế những chỗ bước đi đều xem dưới đất nhẹ nhàng chánh niệm nhìn thẳng mà đi hoạt động nói năng từng không vụt chạm thiện hiện đại Bồ Tát nào thành tựu các hành động và tướng trạng như thế, nên biết đó là đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện tất cả đại Bồ Tát bất thối chuyển, đối với các vật thọ dụng, đồ nằm, y phục đều thường thơm sạch, không có các mùi hôi hám, cũng không có các loài trùng giận trí dơ bẩn, tâm ưa thanh tịnh, thân không tật bệnh, thiện hiện đại Bồ Tát nào thành tựu các hành động và tướng trạng như thế, nên biết đó là đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa, thiện hiện tất cả đại Bồ Tát bất thối chuyển, thân tâm thanh tịnh không phải như trong thân người thường luôn bị tám vạn hộ trùng ăn xâm. Vì sao? Vì các đại Bồ Tát này thiện căn tăng thượng vượt khỏi thế gian, thọ thân hình trong ngoài thanh tịnh, nên không bị các loại trùng ăn xâm vào thân, thiện căn như như lần lần tăng trưởng. Như vậy thân tâm này càng thanh tịnh, do đó thân tâm các Bồ Tát này kiên cố hơn kim cương, không bị nghịch duyên xâm hại. Đó là các thứ lạnh nóng đói khát mỗi mỏng, gió nắng trùng độc giao gậy và các trói buộc không thể xâm hại được. Thiện hiện, Đại Bồ Tát nào thành tựu các hành động và tướng trạng như thế, nên biết là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Cụ thọ thiện hiện thưa Phật, Bạch Thế Tôn Đại Bồ Tát bất thối chuyển như thế, làm sao được thanh tịnh thân ngữ ý. Phật dạy thiện hiện Đại Bồ Tát này, thiện căn như như lần lần tăng trưởng. Như vậy, như vậy, thanh tịnh thân ngữ ý do năng lực thiện căn đoạn trừ nên đòi vị lai, hoàn toàn không phát sanh, vì vậy thường được thanh tịnh thân ngữ ý. Lại nữa, thiện hiện Đại Bồ Tát này, hiện tại có diệu hạnh về ba việc của thân, bốn việc của ngữ, ba việc của ý, nên luôn luôn thanh tịnh thân ngữ ý. Do sự thanh tịnh này nên vượt khỏi thanh văn địa và độc giác địa, vào Bồ Tát tránh tánh đi sanh không chứng thật tế, thường muốn thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi Phật. Do đó thường được thanh tịnh thân ngữ ý trụ vào ngôi Bồ Tát kiên cố bất động. Thiện hiện, Đại Bồ Tát nào thành tựu các hành động và tướng trạng như thế, nên biết đó là Đại Bồ Tát bất thú chuyển. Lại nữa, thiện hiện tất cả Đại Bồ Tát bất thú chuyển không trọng lợi dưỡng, không theo đuổi danh dự đối với các thứ ăn uống y phục đồ nằm phòng nhà của cải đều không tham đắm tuy thọ 12 công đức đỗ đa hạnh đầu đà nhưng không tự thị trong đó hoàn toàn không sanh tâm tương ưng với san tham phá giới giận dữ lười nhác tán loạn ngu si và các thứ phiền não ràng buộc khác Thiện hiện Đại Bồ Tát nào thành tựu các hành động và tướng trạng như thế, nên biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển lại nữa thiện hiện tất cả đại bồ tát bất thối chuyển, có trí tuệ minh mẫn giác ngộ sâu xa lắng nghe chánh pháp cung kính tin thọ chánh niệm tư duy nghĩa lý rốt giáo pháp thế gian và xuất thế gian đã được nghe đều có phương tiện hội nhập nghĩa lý bát nhã ba la mật đa sâu xa tạo sự nghiệp thế gian cũng nương bát nhã ba la mật đa hội nhập pháp tánh không thấy một việc nào ra khỏi pháp tánh Giả sử có thì không cùng pháp tánh tương ưng, cũng có phương tiện hội nhập nghĩa lý bát nhã ba la mật đa sâu xa, do đó nên không thấy việc nào ra khỏi pháp tánh. Thiện hiện đại Bồ Tát nào thành tựu các hành động và tướng trạng như thế, nên biết đó là đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện, tất cả đại Bồ Tát bất thối chuyển nếu hiện tại có ác ma, hóa ra tám địa ngục lớn trong mỗi địa ngục hóa ra vô lượng vô biên bồ tát luôn bị lửa giữ đốt cháy đều chịu thiêu đốt đau đớn khổ sở chua cay ác ma hóa ra vậy rồi bảo các bồ tát bất thối chuyển các bồ tát này đều đã được thọ ký bất thối chuyển quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề nên bị đọa vào địa ngục lớn như thế, chịu nhiều điều đau khổ như vậy. Bồ Tát các ông đã được thọ ký bất thối truyền quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, cũng sẽ đọa vào địa ngục lớn này chịu nhiều điều đau khổ. Phật thọ ký cho các ông để chịu cực khổ trong địa ngục lớn chứ không phải thọ ký bất thối chuyển quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề. Thế nên các ông phải mau bỏ tâm đại bồ đề, may ra mới được thoát khỏi khổ địa ngục lớn, sanh lên trời hoặc sanh vào cõi người hưởng giàu vui. Khi ấy đại bồ tát bất thối chuyển, thấy nghe việc này tâm không động, cũng không lo sợ nghi hoặc chỉ suy nghĩ không có việc đại bồ tát được thọ ký bất thối truyền mà bị đọa vào địa ngục bằng xanh cõi quỷ a tố lạc vì sao vì ngôi bồ tát bất thối truyền quyết định không có nghiệp bất thiện cũng không có nghiệp thiện mà rước lấy quả khổ chư phật quyết định không nói lời dối gạt như lai nói ra điều gì đều làm lợi lạc an vui cho tất cả hữu tình là nhờ tâm đại tử bi lưu xuất việc đã thấy, nghe ấy chắc chắn là ác ma làm ra, nói ra. Thiện hiện đại Bồ Tát nào thành tựu các hành động và tướng trạng như thế, nên biết đó là đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa, thiện hiện tất cả đại Bồ Tát bất thối chuyển. Nếu có ác ma giả dạng sa môn, đến chỗ Bồ Tát nói như vậy, trước kia ông đã nghe nên tu bố thí ba la mật đa sẽ mau viên mãn nên tu tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh ngự. bát nhã ba la mật đa sẽ mau viên mãn như vậy cho đến nên chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề đã nghe như thế đều là tà thuyết nên mau bỏ chớ bảo là chân thật lại nữa trước kia ông đã nghe nên đối với tất cả như lai ứng tránh đẳng giác và các đệ tử ở quá khứ vị lai hiện tại từ sơ phát tâm cho đến pháp trụ trong đó có công đức thiện căn đều sanh tùy hỷ nhóm hợp tất cả đem cho hữu tình một cách bình đẳng cùng nhau hồi hướng quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề đã nghe như thế cũng là tà thuyết nên mau từ bỏ đừng cho là chân thật ta sẽ dạy ông Phật pháp chân thật cho ông tu học mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Những gì đã nghe trước kia chẳng phải lời chân thật của Phật, đó là văn tục của người soạn tập để dối gạt, lời ta nói ra là lời chân thật của Phật, làm cho ông mau chứng sự mong cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thiện hiện đại Bồ Tát nghe lời như thế tâm động nghi sợ, nên biết Bồ Tát đó chưa được thọ ký bất thú chuyển. Đối với quả vị vô thượng tránh đẳng Bồ Đà, còn do dự chưa quyết định chưa được gọi là đại Bồ Tát bất thú chuyển. Thiện hiện đại Bồ Tát nào nghe lời như thế tâm không động, cũng không nghi sợ, chỉ theo pháp tánh vô tác vô tướng vô sanh mà trụ Đại Bồ Tát này có làm việc gì đều không tin lời người, không theo người dạy mà tu bố thí, ba la mật đa không theo người dạy mà tu tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lực, bát nhã ba la mật đa cho đến không theo người dạy mà đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nên biết đại Bồ Tát như thế đã đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề được bất thối truyền thiện hiện như bậc lậu tận a la hán có làm việc gì đều không tin lời người chứng đắc pháp tánh không lầm không nghi tất cả ác ma không khuynh động được như vậy tất cả thanh văn độc giác ngoại đạo ác ma vân vân không thể phá hoại, đè dẹp tâm đại Bồ Tát bất thối chuyển, làm họ đối với Bồ Đề mà sanh thối lui. Thiện hiện đại Bồ Tát này quyết chắc đã trụ bậc bất thối chuyển, sở hữu sự nghiệp đều tự suy nghĩ, không phải tin người, mà làm ngay, cho đến lời dạy của Như Lai ứng tránh đẳng giác, còn không tín thọ phụng hành ngay. Huống nữa tin lời thanh văn, độc giác, ngoại đạo ác ma, vân vân thực hành ư. Không có việc các Bồ Tát này, làm việc gì chỉ tin người mà làm theo. Vì sao thiện hiện? Vì Đại Bồ Tát này không thấy có Pháp có thể tin mà hành, vì sao thiện hiện? Vì các Bồ Tát này không thấy có sắc có thể tin mà hành, không thấy có thọ tưởng hành thức có thể tin mà hành, cũng không thấy có sắc chân như có thể tin mà hành, không thấy thọ tưởng hành thức chân như có thể tin mà hành. Như vậy cho đến không thấy quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật có thể tin mà hành cũng không thấy quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật chân như có thể tin mà hành. Hiện hiện đại Bồ Tát nào thành tựu các hành động và tướng trạng như thế nên biết đó là đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện tất cả đại Bồ Tát bất thối chuyển. Nếu có ác ma giả dạng bí xô, đến chỗ Bồ Tát nói lời như vậy việc làm của các ông là pháp danh tử, không phải việc làm bồ tát không do đây được trí nhất thiết trí nay các ông nên tu đạo hết khổ mau hết khổ chứng niết bàn khi ấy ác ma vì bồ tát thuyết đạo pháp tương tự đạo sanh tử đó là quán tưởng xương cốt hoặc quán tưởng xanh bầm hoặc quán tưởng mù thối hoặc quán tưởng sình trướng hoặc quán tưởng trùng ăn hoặc quán tưởng đỏ bầm hoặc từ hoặc bi hoặc hỷ hoặc xả hoặc bốn tịnh lự hoặc bốn vô sắc ác ma lại bảo bồ tát đây là chân đạo chân hạnh ông dùng đạo này hạnh này sẽ được quà dự lưu cho đến sẽ được độc giác bồ đề ông nhờ đạo này hạnh này nên mau hết tất cả sanh lão bệnh tử cần gì phải chịu lâu dài khổ sanh tử thân khổ hiện tại còn phải chán bỏ huống chi cầu chịu thân khổ đương lai hãy tự nghĩ kỹ và bỏ những gì tin trước kia. Thiện hiện Đại Bồ Tát này khi nghe lời ác ma nói tâm không động, cũng không kinh sợ nghi hoặc chỉ suy nghĩ như vậy. Nay bí xô này làm lợi ích cho ta không ít, vì ta thuyết đạo Pháp tương tự, làm ta hiểu biết đạo này không chứng quả dự lưu, cho đến không chứng độc giác bồ đề được, huống nữa chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề đại bồ tát này suy nghĩ vậy rồi rất vui mừng lại suy nghĩ tiếp nay bí xô này làm lợi ích cho ta rất nhiều vì ta dùng phương tiện thuyết pháp chướng đạo làm ta hiểu biết pháp chướng đạo nên đối với tam thừa tự tại tu học thiện hiện khi ác ma kia biết bồ tát này sanh tâm vui mừng lại nói tiếp Khốn thay nam tử nay ông muốn thấy các đại Bồ Tát luôn siêng năng hành việc vô ích chăng? Đó là các chúng đại Bồ Tát trải qua hàng hà xa số đại kiếp, đem vô lượng thứ thượng diệu y phục, thức ăn, nước uống, đồ nằm, thuốc thang, của cải hoa hương, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, hàng hà xa số chư Phật thế tôn. Lại ở chỗ hàng hà xa số chư Phật tu hành bố thí ba la mật đa, tu hành tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa cho đến chỗ hằng hạ xa số chư phật tu trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chúng đại bồ tát này cũng thân cận phụng sự hằng hà xa số chư phật ở chỗ chư phật thỉnh hỏi đạo vô thượng chánh đẳng giác hỏi thế nào là đại bồ tát an trụ đạo quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà thế nào là đại bồ tát tu hành bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa an trụ pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo tu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo tu bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc tu tám giải thoát cho đến mười biến xứ tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện tu cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, tu năm loại mắt sáu phép thần thông, tu mười lực Phật cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, tu ba mươi hai tướng đại sĩ, tám mươi vẻ đẹp, tu pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, tu pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa, tu quán thuận nghịch, mười hai chi duyên khởi, nghiêm tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình, tu thần thông Thù thắng các đại Bồ Tát, tu viên mãn thọ lượng học chuyển bánh xe đại pháp hộ trì chánh pháp được cửu trụ tu trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng như lời đã thỉnh hỏi hằng hà sa số chư phật thế tôn theo thứ lớp thuyết pháp như lời chư phật dạy bảo chúng đại bồ tát này an trụ tu học trải qua vô lượng kiếp dõng mãnh tinh tấn còn không chứng được sự mong cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề huống chi nay việc tu việc học của các ông mà chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề ư thiện hiện đại bồ tát này dù nghe lời ma kia nhưng tâm không đổi không kinh không sợ không nghi không lầm vui mừng gấp bội và nghĩ. Này bí xô này làm nhiều lợi ích cho ta, dùng phương tiện vì ta thuyết pháp chứng đạo, làm ta biết pháp chứng đạo này quyết chắc không chứng được quả dự lưu, cho đến không chứng được độc giác bồ đề, huống chi chứng được sự mong cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề hiện hiện khi ác ma kia biết tâm bồ tát này không thối lui không lầm không nghi ngay đó giả dạng vô lượng bí xô bảo bồ tát các bí xô chúng tôi đây đều ở quá khứ cần cầu quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề trải qua vô lượng kiếp tu hành nhiều khổ hạnh khó hành mà không chứng được sự mong cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề nay đều lui chứng quả a la hán các lậu đã hết không còn khổ nữa các ông làm sao chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thiện hiện đại bồ tát này thấy nghe như vậy rồi liền suy nghĩ quyết chắc là ác ma giả dạng những bí sâu này đến nhiễu loạn tâm ta thuyết đạo pháp chướng ngại tương tự chắc chắn không có đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa đến ngôi viên mãn mà không chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề lại rơi vào thanh văn địa hoặc độc giác địa bấy giờ bồ tát lại suy nghĩ tiếp chắc chắn không có việc đại bồ tát tu hành bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa đến ngôi viên mãn mà không chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, cho đến chắc chắn không có việc tu hành trí nhất thiết, trí đạo tướng trí nhất thiết tướng đến ngôi viên mãn mà không chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thiện hiện đại bồ tát nào thành tựu các hành động và tướng trạng như thế nên biết đó là Đại Bồ Tát Bất Thối Truyền. Lại nữa, thiện hiện tất cả Đại Bồ Tát Bất Thối Truyền luôn suy nghĩ như vậy. Đại Bồ Tát nào như lời chư Phật dạy, tinh tấn tu học thường không xa lìa bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa kể cả những tác ý tương ưng diệu hạnh thường không xa lìa sự suy nghĩ tương ưng trí nhất thiết trí thường dùng phương tiện khuyên các hữu tình siêng năng tu học bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa đại bồ tát này quyết định không thối lui sáu pháp ba la mật đa cho đến quyết định không thối lui trí nhất thiết tướng chắc chắn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thiện hiện đại bồ tát nào thành tựu các hành động và tướng trạng như thế nên biết đó là đại bồ tát bất thối chuyển. lại nữa thiện hiện tất cả đại bồ tát bất thối chuyển luôn suy nghĩ như vậy đại bồ tát nào hiểu biết ma sự không theo ma sự hiểu biết bạn áp không theo lời bạn áp hiểu biết cảnh giới, không chuyển theo cảnh giới. Đại Bồ Tát này quyết định không thối lui sáu pháp ba la mật đa, cho đến quyết định không thối lui trí nhất thiết tướng, chắc chắn chứng quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đà. Thiện hiện Đại Bồ Tát nào thành tựu các hành động và tướng trạng như thế, nên biết đó là Đại Bồ Tát bất thối truyền lại nữa thiện hiện tất cả đại bồ tát bất thối truyền nghe phật thế tôn thuyết pháp yếu sanh tâm vui mừng cung kính tin thọ hiểu biết ý nghĩa rốt ráo tâm kiên cố hơn kim cương không thể lay chuyển không thể đoạt mất thường tinh tấn tu học sáu pháp ba la mật đa tâm không nhàm chán cũng khuyên người khác học sáu pháp ba la mật đa tâm không mệt mỏi Hiện hiện Đại Bồ Tát nào thành tựu các hành động và tướng trạng như thế nên biết đó là Đại Bồ Tát bất thối truyền. Hết quyển thứ 448